Good evening. Ok, mọi người ơi, vào đi. 8 giờ 9 phút rồi. Bữa giờ mình tổ chức mấy cái buổi học Zoom đó, nó rất là hiệu quả nha mọi người. Nhưng mà nếu mà đông quá thì mình sợ làm không ok. Tại vì trong một buổi như vậy thì khoảng cỡ 10 người học là ok hơn. Trong một cái buổi như vậy thì mình cho mọi người cùng nhau ôn bài, rồi luyện phát âm, luyện nói lại các câu, thì vừa ôn bài nhưng mà cũng vừa kiểm vừa xem thử coi là cái cách thức mà mình hướng dẫn mọi người nó có ok hay không. Đó, nói chung là nó khá là ok, nó ổn. Nên là sắp tới là cứ 2 ngày mình livestream, 1 ngày mình sẽ làm qua Zoom để cho mọi người ôn bài. Nên là nếu như mà ai mà quan tâm học bên Zoom á, thì có thể tham gia trong cái group Zalo mình có up lên trên Facebook đó. À, tất cả các nội dung mà liên quan tới việc học tiếng Anh trong mảng nha khoa thì trước mắt á là bữa giờ mình đã làm được 3 bộ rồi, đó là cái bộ giao tiếp trên ghế nè, các câu hỏi về triệu chứng phần 1, phần 2. Phần 1 á là hỏi thăm khám, rồi phần 2 là điều trị sâu răng. Và bây giờ thì mình có thêm cái phần nội dung thứ tư, đó là liên quan tới tiếp nhận thông tin bệnh nhân, rồi dặn dò bệnh nhân cũng như là thu tiền này nọ ha. Đó là dành cho một gọi là một cái nhóm rất là cơ bản. Thì ngoài ra nếu như mà các bác sĩ mà số lượng nhiều á là cần học tiếng Anh chuyên sâu, tiếng Anh chuyên ngành, thì có thể là mình sẽ tạo ra những cái bộ Anh kia riêng mà chỉ dành cho việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thôi. Thì trong cái bộ đó nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có các từ vựng, danh sách từ vựng, mình sẽ phân loại cho mọi người, mình sẽ chia nhóm cho mọi người. Rồi học từ vựng quan trọng nhất là gì? Phải có phát âm. Đó, hiện tại bây giờ phần lớn mình thấy là các tài liệu mà mọi người cố gắng lấy ở trên mạng hoặc là share thông tin đó, thì thiếu rất là nhiều, đó là phần phát âm. Vì khi mà mình học một cái từ mà mình không biết cách phát âm cái từ vựng đó như thế nào thì mình sẽ không biết được là mà mình đọc đúng hay là sai. Và khi mà mình không biết được là mình đọc đúng hay là sai thì mình sẽ nghe cũng tương tự như vậy, mình không biết là mình nghe đúng hay là nghe sai. Thì khi người ta nói một cái từ mà mình biết nhưng mà mình không hiểu phát âm thì sao? Mình không hiểu. Đó, có nghĩa là cùng một ngôn ngữ nhưng mà hai người nói theo hai kiểu khác nhau là cuối cùng không hiểu. À, chào bác Nguyệt Dương ha. Rồi thì vừa rồi là mình có tạo một cái group Zalo đó, nếu như mà mọi người chưa vào group á thì tham gia vào trong group ha. Thì trong group thì mình sẽ share nhiều tài liệu hay hơn cũng như là hệ thống hóa lại. Và sắp tới thì có thể là mình sẽ gom những cái tài liệu mà nãy giờ mình nói đó, mình sẽ tạo thành một cái bảng Trello. Nhưng mà bảng Trello này thì có thể là mình sẽ tính phí dành cho các bác sĩ nào mà quan tâm, bởi vì khi mà mình chuẩn bị một cái bộ tài liệu như vậy thì cũng khá mất khá nhiều thời gian. Nên đó là riêng cái bộ đó thì mình sẽ tính phí. Ngoài ra tất cả các nội dung mà thông tin mà mình chia sẻ cho mọi người thì mình không tính phí gì hết ha. Rồi, mình bắt đầu nè. Hôm nay ngày 13 tháng 9, hôm nay mình sẽ học 3 câu. Vui lòng chờ ở khu vực chờ đến khi được gọi tên. Ồ, cái câu này nó dài ghê không mọi người? Đó, sau khi mà hôm đợt trước mình học là cái gì, tên của tôi là cái gì, tên bạn là gì, rồi bạn vui lòng điền vào cái phiếu thông tin này, hoặc là bạn vui lòng thay dép hoặc là không thay dép, được chưa? Sau đó rồi thì mình sẽ mời người ta vào cái khu vực chờ, và đến khi nào được gọi tên đó, thì bạn tới. Thì mình nói như thế nào mọi người? Không biết là mà cái âm thanh nó có ok không ha. Nếu như mà ok mọi người bấm cho mình chữ ok giùm Vũ ấy, để mình xem cái âm thanh được không, âm thanh của desktop á, âm thanh của cái máy tính á. Ok, rồi, được ha. Rồi, như vậy thì câu này nói như thế nào đây? Please wait in the waiting area until your name is called. Please wait in the waiting area until your name is called. Ok, thì đối với một cái câu dài như vậy á, mình nhắc lại cho mọi người nè. Đối với một số bác là cũng mới tham dự những cái buổi học livestream chung với mình thì như thế nào? Mục tiêu mình đưa ra những câu này, hoặc là mục tiêu khi mà mình làm được cái bộ thẻ Anh Ki á, đó là giúp cho mọi người học thuộc lòng, đưa ra những cái câu mà chúng ta có thể sử dụng thường xuyên
những câu hay sử dụng nhất đối với bệnh nhân thì chúng ta cố gắng học thuộc lòng, để khi mà đụng chuyện thì chúng ta chỉ cần nói thôi. Và đây là những cái câu mà chúng ta sẽ sử dụng đi sử dụng lại hoài. Nên là đối với những cái câu mà dài như thế này thì cái cách học thuộc lòng là như thế nào? Một, chia ra, cắt đôi nó ra. Vui lòng chờ ở cái khu vực chờ. Sau đó rồi sao? Học tiếp cái câu tiếp theo này. Được chưa? Và sau đó thì mình mới ghép lại. Vui lòng chờ ở khu vực chờ, đó là phần đầu này. Vui lòng là please, chờ, chờ đợi là wait. Ở khu vực chờ, in là ở. Khu vực chờ là the waiting room, a waiting area. Thì cái tiếng Việt sao thì tiếng Anh nó tương đối giống nhau ha. Cho đến khi bạn được gọi tên, cho đến khi until. Bạn được gọi tên thì ở đây mình sẽ dùng cái thể bị động là cái tên của bạn được gọi. Your name is called. Thì bây giờ phát âm từng chữ nè. Please. Please. Y hai chấm là y dài. Y. Y dài là y mà phát âm cái hơi nó đi ra khỏi miệng của mình luôn. Còn nếu mà y ngắn thì cái hơi nó chỉ dừng lại ngay cổ thôi nha mọi người. Y. Please. À, y. Is. Please. Please. Đó, cái cách phát âm là sao? Mình đi từ đuôi sang đầu. The. Is. Please. Please. Cái chữ bl này là phụ âm đôi. Phụ âm đôi là hai phụ âm ghép chung với nhau. Thì bờ nhẹ l mạnh. Bờ nhẹ là sao? Không phải là please mà please. Có nghĩa là mình tạo cái khuôn miệng. Và sau đó thì mình nói chữ l. Cái chữ l này l mạnh ha. Please. Wait. Wait. E với y đây là nguyên âm đôi. Đó là ghép bởi hai nguyên âm đơn ha. E và y thì cái này phát âm là a. A giống như ai da đau quá. A. Eight. Wait. Chữ W để đọc là chữ W. Giống với từ là when đó. When. Wait. Wait. Nhớ phát âm cuối chữ T nha mọi người. Wait. 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 In. In. Đó, chữ sau đọc dài in. The. The. Đây là âm ơ. Còn đây là chữ D. Chữ D này hôm qua trong cái buổi Zoom á thì mình mới phát hiện ra là cái chữ này mình hướng dẫn rất nhiều nhưng mà các bác đọc còn chưa đúng. Chữ D này mọi người đọc cái chữ đi, đi đâu á thì đó là chữ D. Nhưng mà cái chữ D này là sao? Thay vì cái D đó thì mình đưa cái đầu lưỡi ra ở phía dưới cái chân răng ở phía trước á thì mình sẽ đọc ra được đúng cái chữ D này. D. Đó, mình đẩy cái lưỡi ra. D. The. D. The. The. Waiting. Waiting. In. N và chữ N mà có cái đuôi này đọc là âm ng á. In. Cái âm trong cổ họng nha mọi người. In. Thing. Wait. À, chữ wait này với chữ wait này giống nhau nè. Đó, wait. Và đây cũng là wait. À, đúng. Hai chữ wait mà xong giống được. Waiting. Thì những âm đầu nha mọi người. Tuần tô màu đỏ là những âm đầu đó. Waiting. Nhưng mà giọng ở đây nó đọc là sao? Nó đọc theo giọng Mỹ thì nó đọc nhanh là waiting. 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 Area. Area. Ờ nè. Rear. Area. Area. Và những âm đầu ha, màu đỏ là mình nhấn đó. Until. Until. Ew. Y với L thì đọc là ew. Till. N với là chữ ơ này là ơ n ân đó. Until. Được chưa? Until. 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 Your. Your. O hai chấm là cái này là chữ O. Your. Và có R thì your. Nhưng mà chữ ờ đó mọi người đọc nhẹ thiệt là nhẹ thôi. Your. 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 Name. Name. Âm này âm A. Aim. Name. Name. Is. Is. Viết là chữ S nhưng mà đọc thành chữ Z nha mọi người. Is. Is. Call. 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 Cái này là âm O nhưng mà đọc đây là call. Call. Và có ED á, là cái thì quá khứ. Thì mọi người hay bị mất cái thì quá khứ này mình không có phát âm. Nhưng mà trong tiếng Anh á, phát âm cái chỗ này nó là âm D nha mọi người. Called. Call. Called. Tại vì cái từ này á, mình dịch ra thì á, mình để phiên cái để cái âm thanh phát âm á, thì nó không có ED. Mình chưa kiếm ra được cái từ có ED. Rồi mình đọc lại từ đầu nha mọi người. Please wait in the waiting area until your name is called. Please wait in the waiting area until your name is
call. Please wait in the waiting area until your name is call. Is call. Đó. Thì cái cách mà mình học, tại vì sao mà mình đi chi tiết như vậy? Bởi vì mình muốn là sao mọi người hiểu rõ về phát âm, để khi mà mình muốn học cái gì đó mình cũng tự mình học được. Đó, mình hiểu cái cách đọc những cái này nè. Và mọi người cứ để ý là những cái buổi livestream á, là mình đều đi nó lại ba cái mấy cái chữ này thôi. Đó, để cho mọi người đọc nó cho đúng. Vui lòng đợi trong 10 phút. Rồi, vui lòng đợi trong 10 phút nói là sao? Đó. Một á, là mình nói bây giờ bạn vô trong đó ha, bạn ngồi chờ khi nào được gọi tên á, thì bạn ra. Hoặc là bây giờ sao? Đợi trong 10 phút nha. Thì mình nói là sao? Please wait for about 10 minutes. Please wait for about 10 minutes. À, vui lòng, please, được chưa? Đợi, wait. Nhưng mà đợi trong 10 phút, waiting for about. Wait for là đợi nè. Còn khoảng là cái chữ about đó mọi người. Vui lòng đợi khoảng 10 phút là sao? About 10 minutes. Đó, cái chữ này, nguyên cái cụm này mọi người cố gắng học một cái cụm nha. Sau này khi mà người ta nói ủa còn bao lâu nữa thì xong, hoặc là tôi còn phải đợi bao lâu nữa, thì mình không cần phải nhớ cái khúc này đâu. Mình bỏ khúc này đi, mình chỉ cần nói khúc sau thôi. About 10 minutes, hoặc là about 30 minutes, 30 phút nữa, 10 phút nữa, hoặc là 1 tiếng nữa, about 1 hour. Được chưa? Please. Please. Wait. Wait. For. For. About. About. A đi với U. Cái chữ U này thì là âm này là nguyên âm đôi, đọc là out. About. 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 Đó, nhấn âm sau nha mọi người. About. Ten. Ten. Đó. Ten thì sao? Tiếng Anh sao? Tiếng Việt y chang vậy. Ten. Ten. Minute. Minute. À, cái từ này khi mà mình soạn mình thấy hay nè mọi người. Đó là cái từ mà mình nghĩ là mọi người đọc sai hơi bị nhiều. Tại vì không có biết cái phát âm này. Nó rất là đơn giản đúng không? Minute. Và nhấn âm đầu. Minute. 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 Thấy chưa? Đơn giản không? Please. Please. Wait. Wait. For. For. About. About. Ten. Ten. Minute. Minute. Đó. Vui lòng đợi 10 phút. Như vậy thì bây giờ đợi 5 phút thì sao? Five. Five. Bỏ vô đây. Một tiếng. One hour. Bỏ vô đây. Và mình nhớ là gì? Khoảng trong bao lâu đó thì là gì? About one hour. About 10 minutes. Đó. Thì sau này mình cứ nhớ là khoảng bao lâu nữa bạn tới? About 10 minutes. Đó. Thì cũng dùng cái cấu trúc như vậy ha. Tôi xin lỗi vì để bạn chờ lâu. Rồi, sau khi đó thì người ta chờ, kêu người ta chờ 10 phút mà bắt người ta chờ 30 phút. Và bây giờ mình mới nói xin lỗi nè. I'm sorry to have kept you waiting so long. I'm sorry to have kept you waiting so long. À, thì tại vì sao mà cái cấu trúc câu nó lại dài như vậy? Thứ nhất này nè, giờ cô cố gắng là sao? Học từ vựng. Sau đó lại cố gắng là học thuộc lòng nguyên câu. Và sau đó nữa thì mới cố gắng là sao? Tìm hiểu về ngữ pháp. Đó là cách cho mọi người tiếp cận một cách nhanh nhất ha. Bây giờ cứ học đúng nguyên câu đi. Mình được chỉ cho mọi người đọc nguyên câu đó đã. Và tại vì sao ở đây mà dùng là have kept? Bởi vì sao? Bạn đã chờ. Có nghĩa là bây giờ người ta chờ xong rồi. Bây giờ người ta sẽ được làm. Còn nếu như mà mình không có dùng cái thì quá khứ hoàn thành này, mà mình sử dụng cái thì là cái gì? Sorry to keep you waiting so long. Có nghĩa là mình cái chỗ này mình không có chia nữa, mình để là từ keep, thì có nghĩa là người ta vẫn phải tiếp tục chờ tiếp nữa, chứ vẫn chưa là chờ xong ha. Còn cái này là đã chờ xong rồi. I'm sorry. Sorry, cái A mà hai chấm đọc là O nha mọi người. Sorry. 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 To. To. Have. Have. Cái chữ này là âm A. Được chưa? A nhưng mà phải không phải A to miệng mà là A bè miệng. Have. Have. Giống như mình vừa nói vừa cười với mọi người. Have. 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 Đó. Thì cái âm A này nó sẽ vừa A E. Have. Have. Kept. Kept. But. E but.
Kept. 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 You. You. Waiting. À, cái chỗ này mình chưa nhắc mọi người. Chứ chữ Z này á, đọc trong tiếng Việt là gì? Giờ. U hai chấm là U dài. You. Được chưa? You. Waiting. Waiting. So. So. Âm này là âm O. O lo á mọi người. Ớ. Chữ E mà đi viết ngược nè. Đi với chữ U là âm O. So. Long. Long. Âm này âm O. O ngờ. Long. Long. I'm. I'm. Sorry. Sorry. To. To. Have. Have. Kept. Kept. You. You. Waiting. Waiting. So. Long. Long. Có nghĩa là gì? Tôi xin lỗi. I'm sorry. Đã giữ bạn. Để cho bạn. Đã để cho bạn phải chờ lâu. Đó là để cho bạn là gì? To have kept you. Đợi chờ là waiting. Hơi bị lâu. So long. Ha. I'm sorry to have kept you waiting so long. Tôi xin lỗi vì đã giữ bạn chờ đợi hơi bị lâu. Đó. Tôi xin lỗi vì để bạn chờ lâu. Rồi, bây giờ là sao mục tiêu ngày hôm nay mình học 3 câu này thôi. Mỗi ngày mình cố gắng học tiếng Anh là gì chỉ cần 10 tới 15 phút thôi. Và học từ 2 tới 3 câu. Đừng học nhiều mọi người, rối. Bây giờ điền vô chỗ trống đi. Tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu, cái câu mình vừa mới học. I'm sorry to... I'm sorry to have kept you waiting so long. I'm sorry to have kept you waiting so long. Đó, làm sao mà sau này mọi người chỉ cần nhìn cái này thôi mà mọi người đọc chuẩn được là được ha, tốt nghiệp. I'm sorry to have kept you waiting so long. Tôi xin lỗi. I am sorry to have kept you waiting so long. Vui lòng chờ ở khu vực chờ đến khi được gọi tên. Rồi. Vui lòng chờ ở khu vực chờ, đó. Đến khi bạn được gọi tên là until your name is called. Như vậy thì cái khúc này điền cái gì đây mọi người? Điền gì đây? Please wait in the waiting area until your name is called. Thì cái vế đầu tiên mọi người học là gì? Please wait in the waiting area. Area là mình đã học rồi ha, đó là khu vực. Cái khu vực chờ là gì? Waiting area. Xin lỗi mọi người. Vui lòng đợi trong 10 phút. Rồi, vui lòng đợi trong 10 phút. Please wait gì đây? Please wait for about 10 minutes. Please wait for about 10 minutes. Trong vòng bao nhiêu đó? Đó. Chữ wait là mọi người đã biết rồi nè. Please đã biết rồi. Những cái từ mình đã biết đừng học lại nha. Giống như mình học chơi đánh đàn vậy đó. Nếu như mình học một đoạn nhạc thì những cái chỗ nào mà mình chưa đánh được mình tập đánh đi đáp lại cái đoạn đó. Còn phần mà đánh được rồi thì mọi người đừng đánh lại nữa. Nó vừa mất thời gian mà mất sức. Thì tiếng Anh cũng vậy thôi. Vui lòng đợi trong bao lâu? Please wait. Bỏ đi. Học nhớ rồi. Vậy thì trong bao lâu đó là gì? For about 10 minutes. Được chưa? Cố gắng học cái cụm đó. Vui lòng chờ ở khu vực chờ đến khi được gọi tên. Please wait in the waiting area. Làm sao? Khúc này là gì mọi người? Please wait in the waiting area until your name is called. Until your name is called. Vui lòng chờ ở khu vực chờ đến khi được gọi tên. Please wait in the waiting area until your name is called. Please. Vui lòng đợi trong 10 phút. Vui lòng đợi trong 10 phút. Please. Vui lòng là please. Đợi là wait. Trong 10 phút hồi nãy là mình nói là cái gì? Please wait for about 10 minutes. Please wait for about 10 minutes. Tôi xin lỗi vì để bạn chờ lâu. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Vì. I'm sorry to have kept you waiting so long. I'm sorry to have kept you waiting so long. Đó, so long. Bữa sau đây mình sẽ rút ngắn lại những cái câu này cho mọi người. Trước mắt học tạm thời vậy đi ha. Bữa sau mình sẽ rút ngắn lại khoảng là một câu thôi. Một câu khoảng 4-5 chữ thôi.
Tôi xin lỗi vì để bạn chờ lâu. I'm sorry to have kept you waiting for. I'm sorry to have kept you waiting so long. So long. Không có for ha. So long. I'm sorry to have kept you waiting so long. Vui lòng chờ ở khu vực chờ đến khi được gọi tên. Vui lòng, please. Chờ là wait. Ở khu vực chờ. Ở bên trong là in. Khu vực chờ thì đưa chờ lên phía trước. Waiting area. Please wait in the waiting area until your name is called. Vui lòng chờ ở khu vực chờ đến khi được gọi tên. Rồi, đến khi tên của bạn được gọi. Đi nha mọi người. Đó là cái file mà mình sẽ chuẩn bị cho mọi người là cái cách như thế này ha. Bữa sau khi mọi người nhận một cái file Anki á thì cũng học tương tự như vậy, điền vào chỗ trống. Và đối với cái bộ từ vựng mà học chỉ từ chuyên ngành thôi thì mình sẽ làm thêm một phần nữa, đó là mọi người phải đánh máy chứ. Có nghĩa là đánh chữ, phải học mặt chữ nữa. Please wait in the waiting area until your name is called. It's called. Vui lòng đợi trong 10 phút. Please wait for about. Please wait for about 10 minutes. Okay, rồi, that's it for today. That's all for today. Được chưa? Ngày hôm nay chúng ta học vậy thôi. Là chỉ trong vòng 15 tới 20 phút là mình học 3 câu. Sau là ngày mai mình lại học tiếp 3 câu. Và ngày tiếp theo nữa là mình ôn tập Zoom. Đó là cái cách để mà sao mình không bị mệt mỏi với cái chuyện học tiếng Anh ha. Và mọi người cố gắng có cái cảm hứng trong việc học. Ai, Bác Dương, Bác Tuyền. Ok. Trang Phạm. Ok Trang ơi, tí nữa anh nhắn cho cái link ha. Để từ từ để anh nhắn cho cái link. Nhắn cho mọi người cái link để tham gia group. Vì sắp tới mình sẽ tổng hợp lại các thông tin này. Mình sẽ làm lại một cái file chuẩn cho mọi người. File PDF. Để cho con nó lên.